túng mấy cái cột cây, à mấy cái cột đá. Dạ Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Bữa nay thì Khánh lại tiếp tục xuống đây mằng cỏ. Nói chung là cũng gần cái bờ này là cũng gần xong rồi. Còn phỉnh nhiêu đây nữa. Rồi còn một đám ở dưới kia. Nhưng mà phỉnh ở dưới đây thì dễ mằng cỏ hơn. Phỉnh ở dưới đây thì cỏ nhỏ nhỏ không à. Còn cái đám ở dưới cái phía mà đọt rau gán bữa hẩm nhỏ hái á, ngay chỗ mấy gốc xài ở đằng kia á, thì ở dưới đó là sậy, cây sậy hay cây sặc gì đó thì Khánh cô không biết nữa, tại vì nó hơi giống với nhau, có cây sậy thì nó nhỏ, cây sặc thì nó bự hơn hay nó nhỏ hơn gì đó, Khánh cô không gành gì hơn thì nói là cây sặc hay gì hơn sậy, nghe đó sậy chứ không phải sặc hả, rồi chỗ nào là sặc gì hơn, sặc là cây nhỏ hơn hả, vậy là sậy á, sậy thì nó bự hơn còn sặc thì nó nhỏ hơn, thì bên đây có một đám sậy, bên kia có một đám sặc. Khánh hồi đó thì Khánh tưởng là cây sậy thì nó giống như nhau, nhưng mà bây giờ thì mới biết là cây sặc khác, cây sậy khác, tại vì dì Hương là cũng từng mần cỏ hồi đó khai quang ở dưới thành phố á, thì cho nên là dì Hương mới gặp, dì Hương biết là cây nào cây sậy, cây nào cây sặc, thì giờ gán mần chút đỉnh đó, cây sậy thì nó yếu hơn mà nó xanh. Hả? Còn cái sạc đó, đó là sạc á, đó là sạc. Cái măng nó bự á, cái sợi măng bự. Con cắn con làm cái giấm mà nó còn lên dưới như tre vậy đó. Dễ hả? Ừ. Nó lên đó. Ừ hả? Cắn nó dũng mà nó lên luôn á. Dạ. Nó chắc nó người ta bệnh. Dạ. Hồi xưa người ta làm bằng đó một giờ nó mua lưới rồi không chứ nó làm cái gì chứ. Dạ. Đi kiếm cái gì. Dạ. Ăn con muỗi đậu ngang mí mắt hai đâu nè mí ừ không chết ở bên này cũng muỗi là ở trong ba cái cỏ này nó ra nè chứ ở trong nhà thì không có muỗi cái này có ké nè, có cây bự, có cây cỏ bự, có cây cỏ nhỏ, cái này là cái ké, bữa hổm không có ké mà hôm nay ké nhóc hết rồi cả, trời ơi một rừng ké bảnh kìa, không biết thì hỏi cái sao giờ cũng dọn dẹp bớt bớt lại cái nào quá thì còn xài được thì để lại xài, còn cái nào xài không được thì dọn bớt, cái nào xài được thì là xài, còn cái nào không được thì làm củi trộn, thì cái này còn xài được nè, nhưng mà nó đã siêu dẻo rồi thì cắt ra hồi ở mối nè, để lâu quá cái có mấy cái con mối á, nó lên đây nó làm ổ giờ xin cắt ra
cây này thì cũng còn chắc, có cây thì một rồi. Tại vì ở bên này là cái đường mà để đi nấu cơm nè, mà giờ cái này mấy cái này nó hết xài được rồi, nó ngã nó siêu quẹo rồi. Hôm nay gió thổi nó muốn sập rồi, cái giờ Khánh sửa nó lại, mừng cỏ cái này cho nó tắm tải cái tỉa cái gì tầm. Ủa con hả? Ủa con ở đây cho cái ổ con gì nè, chắc ra để chúng ta thử coi nha. Cái này là cái ổ luôn á, nó tròn do hà. Rồi mở ra, mở ra thử coi. Ủa có cái lỗ nữa nè, chúng ta thử coi cái ổ con gì trong đây có cái tính gì không. Không. Cái nổ này là chắc chắn là cái ổ của con sóc luôn nè. Ở gần đây á có sóc nhiều lắm. Nó đu quá. Ở trên đây nè, ở đây có cái cây, cây này là cây dầu gió nè. Thì con sóc nó hay làm tổ ở trên đó dữ lắm. Chắc là cái tổ mà nó gớt từ ở trên đó nó gớt xuống dưới này á thì nó mắc kẹt lại. Ôi con kiến nẻ nữa. Đi quá.
ơi, công nhận thiệt luôn, là cái cọng dây này nè, cái cọng dây đen này nè, nó chắc dễ sợ chắc luôn. Nghĩa là mình để cả năm rồi á, mà ngoài mưa ngoài nắng luôn mà nó vẫn chắc dễ sợ chắc. Mấy cái cây này lúc trước á là cắm ở đây đặng cho mấy cái cây xài á, nó gió nó không có lung lay, mình cho nó sống. Mà nay nó sống rồi, nay nó tốt lên này, bởi vậy là giờ thấm lấy mấy cái cây đó ra được rồi. Dọn mấy cái cây này cái nào chậm được thì chậm, cây nào không còn xài được thì xài. Gió quá hai mốt còn mãi gì cắt hoa nan hốc rau qua. Dạ cho cái giờ vô máy hậu nó ra cắt. Có cái mà nàng hút ra ngon lắm. Chị Hương ơi, hả, cái coi chị Hương này nè chụm hơn anh. Ở cái đó chụm ngon á, củi tre à, kể tre, củi tre dễ nấu, trồng xấu dễ xài, không chi trồng đẹp nó đài tấm thân. À, người ta nói đúng chứ không. Củi tre nấu trái dữ lắm. Han chi trồng đẹp đầy tấm thân, han chi cho đẹp mà đầy tấm thân hay gì. Không nghe ly con có gì nói hả? À, sao vậy? Nó là thích chi mà trồng đẹp nó không mặn quỷ gì á. Trồng đẹp không, nó không mặn gì không? Vậy Hương biết sao nó không mặn không? Nó nghĩ nó đẹp rồi nó mặn gì nữa? Nó công tử. À, nghĩ nó đẹp rồi đâu có mặn nữa. Tất cười nó nói vậy. Thích chi mà trồng đẹp không biết. Công tử không mà qua chừng, qua chừng nữa lấy chồng xấu rồi lấy chồng đẹp, lấy chồng biết làm. Làm hả? Không xấu mà không đẹp. Thường thôi. Nghĩ xấu đẹp gì hả? Hả, mà thường thường đẹp nó hay ý y đó. Ý y nó công y tử hả? Nó đi chơi hả? Nó không, nó mặn mà nó không biết lo với là vậy hả? Thà kiếm chồng xấu vậy mà nó chồng xấu chứ nó biết lo, nó biết, nó biết cái bản thân nó hơn. Ừ, cho nên là nó sẽ biết lo hơn. Cười ăn ly nó vậy. Thôi ơi mà ai mà ham chồng đẹp cái con bực bội lắm. Ai kêu nó thấy chồng đẹp chi dở hối hận. Thấy ăn ly nó không biết mà con quỷ gì ăn hết ăn. Nó còn nhỏ mà nói chuyện mất cười chứ. Mà giờ xong rồi mới biết, xong rồi mới phát hiện ra. Phát hiện. À, chứ còn bình thường thì nhiều khi người lớn nói mà không tin. Có lần á dì cũng có nghe cái cô đó, cô có chồng á. Cô nói thời ơi thôi ham chi chồng đẹp. Thôi nghe nói chồng đẹp là sợ. Không mặn gì tên. Mà trái à. Bởi vậy người ta ví dụ như cái cây củi tre nè. Củi tre dễ nấu, trồng xấu dễ xài. Cái này là đẹp nó lại tấm thân, ta nói đúng đó. Cái này là tại vì lá vừa ướt chứ không phải là tại là cây củi tre. Để vợ tháng trăm tre giờ là nó muốn lại trái xà bà luôn á. Cái trăm cái ngồi cái này lên cái này biết cây củi tre nó ra làm sao liền. Thử coi chồng xấu với chồng đẹp mình lựa chồng nào nha. Hình là ví dụ như cây củi tre là chồng xấu đi.
cái cô kia cổ nói là đúng Iran luôn á. Cổ nói cũng như chồng cổ á. Tại tới giờ rồi, rồi cũng không lo làm ăn luôn. Cổ nói rõ ràng luôn. Thiệt rõ ràng. Còn ly cái gì thì nó nói nó không lo làm. Tại ly lấy chồng đẹp trai. Còn gì không? Gì hả? Dạ. Gì cũng không không chịu xấu mà cũng không 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 chịu đẹp. Thường thường à. Thường thường. Miễn biết lo làm ăn là được. Nói chung là xấu đẹp là không cần thiết, nhưng mà nó có tấm lòng với nó làm ăn là được rồi. Trong lúc chờ cơm chín thì hiện giờ mình đi hái rau. Ở ngay sau hè có một đám rau đắng. Nhưng mà để thôi đi xách ở thằng này để mình hái mớ rau về luộc. Cái này hái về Khánh sao Khánh khoái ăn rau này quá chừng luôn á. Nghĩa là nó nhẫn nhẫn nhưng mà nó lại ngon. Mập dễ sợ mập luôn. Thôi cái ớt này nè. Ớt bây giờ. Ở đằng kia có trái ớt chín kìa, Khánh thấy đằng kia có trái ớt chín nát nữa ha. Cái bỏ vô nồi cá ngon lắm. Bỏ vô cái cá. Cái hổm thì Khánh có mua cá điêu hồng á để dành ở nhà ăn. Thì hồi sáng là Khánh xách theo. Khánh đem qua bên này. Đây là rau, rau đọt nhãn lồng. Đây con phải bằng. Bà ngửi dữ vậy hả? Ừ, ngon ha. Hả? Để đây đi. Hả? Rau đọt nhãn lồng này ăn nên thuốc chỉ lắm. Ai bệnh tim hoặc là mất ngủ nè. Bệnh tim nè. Ăn hay lắm thì ăn luôn. Nấu với vịt chim á. Có giá vậy không? Bệnh tim. Đó hả? Vậy là nấu mà mình nấu sao giờ hơn khách hả? Hai chân hàng sao? Nấu vô nồi nhé. Đây có rau muống trắng. Có tầm rau ôm cái bên không? Muống ôm hả? Có tầm về cho rau ôm nha. Đây là rau muống trắng nè. Nó tự nó này nó tự nó mọc luôn. Mình chỉ cần hái hồi vô luộc luôn. Giống như cá kho. Chờ cơm chín cái mình vô mình kho cá mình luộc rau. Ngon lắm đó. Rau muống này là dì Hưng nói là rau muống trắng này là dì Hưng nó ăn sống chấm với thịt kho cá kho cũng rất là ngon luôn á. Dì Hưng nói như vậy. Ủa rau muống trắng này là bà con với rau muống đỏ không dì Hưng? Thì mà một giống nó mày được có trắng có đỏ. À, sống. Hả? Đúng rồi, bông sữa đũa. Hái được luôn, ngon lắm. Ấy. Nhiều. Nhiều hả dì Hưng? Dì Hưng bữa nay là mình ăn có rau có ăn đây nè. Dì Hưng coi nè. Ngon lắm á. Khánh ngồi xuống có nghĩa là cái này nè, là bông sữa đũa nguyên một chùm luôn. Nhưng mà Khánh cái này là Khánh nằm xuống Khánh hái được luôn chứ hơn. Khánh nằm xuống Khánh hái. Gì đi ngang gì thấy á. À. Ăn lẹ một bọc luôn. Vậy hả? Ờ. Nay có này là đâu? Ngày nào cũng có hết trơn á. Không biết là lẹ mua hay là ai cho á. Này nhìn thấy một bọc luôn. Ngon dễ sợ ngon luôn á. Ngon luôn. Hồi mình luộc riêng mình để riêng hầm để vô chứ mình để sốt nó nhừ.
Dạ. Ngồi quá chừng luôn Dì Hương ơi. Đằng đẳng nó rồi ha Khánh. Ừ. Đây là Dì Hương bông nè. Ồ. Cứ lấy nha. Kìa kìa kìa. Kìa hai bông. Cái này buồn ngủ gặp kiếm anh. Gãi hả? Ủa không? Gãi nhánh rồi. Ừ nó giòn. Nó quá. Giòn lắm. Cái cành nó, cái cành nó quá chừng giòn luôn. Khánh lỡ cái tay cái Khánh làm gãi hết nhánh luôn rồi. Mà nhau gãi thì cũng hái được mấy cái bông. Không gãi mà muốn lên tượng hả? Ừ. Trời ơi ai mở nhạc đùng đùng nữa ta. Đường nghe mệt chết. Mà Dư ơi à, lũi vô đây nè hái nhóc luôn á. Ôi gạo khô ngon quá. Xé sọt à. Hai ăn cơm trái hả? Ừ, ăn cơm trái. Ăn trái với thằng hai, trái hai ăn. Ê, chị gì hơn cơm trái á? Dì cũng khoái cơm trái nữa mà thôi, để Khánh ăn đi. Thôi, thì có nhiều mà ăn chia ra. Dì ăn. Hồi đó hả? Là nhà dì bà nội ha. Là nấu qua để lửa đỏ luôn, mới chụm nhiều lắm. Cái là bắt đầu dít một dĩa cơm trái, bữa nào cũng vậy thằng. Bà thích cơm trái vô lắm. Áo. Sao ăn cơm sao? Cơm trái ăn nó. Con hay ăn dính răng con không được. Thì mấy đứa nhỏ thì không thích ăn cơm trái rồi. Ở nhà gì có đứa nào thích cơm trái đâu, chỉ mình dì dựng sáo à. Nhà dì Hương ăn rồi. Khoan đi ra. Con xin mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn cơm. Với cá, với rau luộc ở nhà.
Con ăn đi coi. Ngon không? Tại ăn ngon không? Con nói là con lâm le cái đầu cá này nãy giờ rồi. Ngon lè. Ừ, cái này nha, nó ngọt ngọt. Ừ, bởi vì tí gì nó chung vô, tí tí gì giữa, có rửa. Cái nghiện nó chui vô cái bông này đang nó hút mật. Hút mật tại vì con âm nó chui vô không được, cái con kiến nó chui vô nó hút. Con qua ăn thử nha, nó hồi là nó ngọt ngọt á. Vậy đó. Ngon quá. Ôi bụng nó ngon rồi. Ôi bụng nó ngon rồi ạ. Miếng xương. Ăn hay gì thôi. Con nướng ngon quá. Cái này là ăn dèm hôm qua nè nha. Qua nó còn nướng ngon ăn bữa. Ngon. Ăn thử còn ngon. Đâu con ăn thử cái này coi. Cái đũa à. Con cái đũa mà. Ngọt ngọt. Cái này lẩu còn ngon hết không? Hả? Dạ không? Cái này nó lẩu được. Mấy cái này cái nào cũng nó lẩu được mà. Cứ đâu đắng, nó đắng không có. Con mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn cơm nha. Ăn cơm trái Khánh Thái bóc bằng tay với gì không? Ừ. Đúng không? Ngon hết. Nào xin coi Lâm lên cái đầu. Rửa chén đi. Ngon không? Mà nó hơi hơi nhẫn nhẫn. Bởi nó vậy. Là cái loại dao nó vậy đó hả? Bởi nó vậy. Nó vậy chứ đâu. Bằng sữa đũa á. Rồi bằng sữa đũa này hả? Lẩu là ngon lắm. Lẩu lẩu chua cũng lẩu chua, nấu lẩu chua với lẩu mắm là nó đó. Để ăn rau luộc thử. Mà có khi ở chợ không có. Không có gì nữa. Không phải lúc nào cũng có đâu. Nó tới mùa nó. Mùa nó có. Cây thua đũa thôi. Mới tầm 2 tháng mà có bông là gì không? Nó nhanh chút chút là có bông rồi. Ngon ha. Thôi ăn ở ngoài đồng ngoài ruộng vậy thấy ngon hơn ăn ở nhà. Rau vườn á luộc gì nè mình chấm với nước cá kho. Ngon gì đâu á. Luộc vườn tính này ngon. Chính ra ăn ngon á. Nó không có bỏ với hai nó nhũ ra. Cái miệng của Khánh nó bị nở đẹo. Bởi vậy á thì vẫn khó nói chuyện. Ăn hết đi đào. Nha. Ăn hết đi khỏi đem về nha. Nó cầm hút lắm á. Mấy bữa trước thì dì Hương nấu cơm. Mà nấu thôi mà cái ăn xong rồi là những phần dư đem về luôn. Mà bữa nay thì dì Hương chưa ăn hết. Nhưng mà Khánh không ăn hết là dì Hương hết nha. Dì Hương ăn hết này khỏi đem về. Cái ăn hết là khỏi nó cung nó ấy đem về. Cá điều hầm á thì là nó béo béo. Cho nên mình kho mình ăn vậy đó. Nó ngon, nó không có bị ngán. Qua được, ăn được rau nào? Không muốn. Bông sữa đổ qua ăn được không? Thôi, nhẫn quá. Qua là kén ăn mà. Khánh lại khoái ăn cái đợt rau gán. Ngộ không biết. Nó hơi nhẫn nhẫn nhưng mà lại tại Khánh không biết sao Khánh lại khoái ăn hơn. Khoái nhất luôn. Tương tương. Dì Sáu thì khoái ăn rau đắng. Đắng.
16 không? Rau gì 16 ăn được là không chê được. Thấy thằng nhỏ đâu biết ăn rau đâu, lớn mà cái hồi nhỏ chỉ biết ăn rau cải trời thôi. Hồi đó mỗi lần mà mẹ đi hái rau cải trời á là mẹ Khánh nhìn chẳng Khánh theo. Bạn Vi vậy qua, trời ơi hái một gỗ xúc, đi hái một lần một gỗ xúc vô cải trời á. Rồi về ăn mấy ngày trời. À cải trời càng cua. Rau ngoài Bắc một á qua, xin rau cải trời quá. Rau ngon quá. Giờ chấm nước cá là ăn ngon thiệt luôn á. Ăn no là thôi luôn. Ngon quá. Ăn cơ gỗ ngon thiệt. Ngọt ngọt. Cái nào cũng ngon được. Có rau là ngon. Này rồi, ăn đi, ăn luôn cho biết. Ăn hết rau đi nha. Bổ lắm á. Rau là cũng như bài thuốc nam ạ. Coi khách nhỏ kìa nè, gì hơn. Ôi ôi, cái này. Nó nói là nó còn lên nữa đó. Ai, đây là cái gốc của té. Cái đấm này.